Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hubo xin chào lại cho anh em. Tôi sẽ chế chào lại cho anh em. Tôi cũng vậy chào cho anh em. Tôi sẽ chào lại cho anh em. Tôi sẽ chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, anh em mình dự định ra đồng để quay nhưng mà bỗng nhiên trời đổ cơn mưa các bạn ạ. Đổ cơn mưa từ đêm hôm qua đến giờ và thời tiết tự nhiên nó đột ngột nó chuyển sang kiểu lạnh một chút, khiến mình đang phải mặc áo khoác thôi ạ. Bởi vì tự nhiên nó lạnh luôn đấy, đang bình thường mùa nóng tự nhiên lại chuyển sang lạnh luôn. Và hôm nay thì anh em mình không ra đồng được thì mình sẽ tạo một trò chơi cho anh em chơi, đó chính là ai mà gọi là đỏ nhất thì sẽ được ăn các bạn ạ. Đó chính là trận chiến quán tù tì, ai thắng sẽ được ăn tôm hùm Alaska. Anh em kiểu chiến đấu với miếng nào? Nếu mà anh em thì sẽ không được miếng nào luôn. Anh em tôi lấy em đỏ sáng ở cổng em bước chân phải, nó không đấm phải cái gì, ai mà nên là kết được gì. Thế bây giờ mấy anh em sang bắt tôm để chuẩn bị hấp xong rồi chơi trận chiến đó thôi. Nhớ nha, hôm nay là nếu mà ai mà nhất thì mới được ăn, đúng không? Còn nếu mà ai mà hôm nay đen ấy thì có lẽ là sẽ phải nhìn anh em ăn từ đầu đến cuối luôn thôi ạ. Đi đi. Bạn nào mà muốn ăn tôm hùm Alaska cua hoàng đế thì hãy liên hệ với số điện thoại anh đấy ở tại dưới màn hình các bạn. Có khi bạn nào khéo mồm xin anh một trò đấy. Đúng à? Khéo cho luôn đấy. Rồi có khi mang vào để gì thôi? Chế biến thôi. Chế biến đấy. Chén thôi. Đây. Ok các bạn ạ, vậy là anh em mình đã hấp xong con tôm hùm Alaska này rồi các bạn ạ. Bây giờ vẫn còn đang nóng đây này. Hôm nay mình sẽ giao cho Cường làm trọng tài. Hôm nay thì sẽ không có 10 triệu gì cả, mà hôm nay ai mà oán tù thì thắng thì mới được thưởng thức tôm hùm Alaska các bạn ạ. Anh em nào mà cứ đen ấy thì cứ ngồi kiểu quán đến chục ván mà vẫn không nhất được ván nào thì sẽ không được ăn tôm hùm mà chỉ ngồi để nhìn anh em thôi con ạ. Bây giờ mình sẽ giao hết quyền trọng tài cho Cường và Cường sẽ bắt đầu xử lý nào. Yên tâm, ai mà từ đầu cuối không được ăn thì anh sẽ để phần đi cái dâu. Nó ăn chay lắm rồi. Là cá con to đùng này có bây giờ để anh chơi cả trước đi. Ôi sợ. Thế anh em tình hình quản tu tì hả? Bình tĩnh con ơi, để chạm to. Ui. Con nào không thua. Đấy. Ôi long nào. Đây là bát nước chấm khi mà mua hải sản là sẽ được tặng kèm các bạn ạ. Đúng quá. Chặt phết nhỉ. À, vừa rồi. Đấy, không được ăn tôm nhưng mà đã được hít mùi tôm đấy. Thông cảm, con tôm này hơi to, chặt hơi khó. Mình thấy bắn khắp mặt anh em rồi, quần áo bắn đầy ra rồi. Ngon đấy. Đó phết. Thật tỉ. Chặt cả, to. Đấy. Lưu cô chảy ra hết rồi. Ui dồi. Căng luôn. Bỏ ngoài rớt rãi riết tính quá. Tụt luôn. Ôi giời ơi. Nói đi sợ phụ ít thôi em nhất rồi tôi để thưởng thức cho. Nào anh em bảo tôi tí. Thầy Cương, bản đi nào anh bao nhiêu nọ à? 1, 2, 3 rồi. 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3. Ai? 1 cơ đủ đã bị loại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lấy 1, 2, 3.
ơi, mình mời các bạn đi. Càng căng đét thì ôi, luôn. Này cha bá bụng luôn. Với là các bạn đấy à? Mấy anh em đớp ăn đâu. Ôi dồi ôi, cắn nó cắn quả lấy nữa càng. Cho ta miếng rồi nè. Cái lấy chả về nước dãi. Ôi có thể tình hình trọng tài đập càng không cho gì à? Ui dồi ôi. Ngoài xì miếng. Trọng tài này chắc là không biết đập càng rồi các bạn ạ. Không ai người ta để cái càng tôm lại cầm từ cái chỗ kia đâu. Đánh em phải cầm từ chỗ. Đúng rồi. Ôi giời, nước đầy trong rồi. Đến tỏ mà quá, tiếp thôi. Đến nỗi mấy anh em chơi muốn ăn càng tôm cũng khó. Ôi giời, nhoi cũng rồi. Ôi giời. Ôi, gặp sữa. Ôi giời. Làm bốn cái càng. Tiếp tục. Anh em bảo gì tiếp tục các em không anh đập tiếp. Cảm giác của Đôn Trà sau khi mà thưởng thức xong một cái càng ngon nhất của con tôm Malacca thì thấy như nào ạ? Cảm giác là rất là ngon rồi. Những ngày chỉ một từ ngon rồi, tao win đi. Không ngon. Anh em bảo tôi tí tiếp đi, còn cái đầu, cái thân, cái chân, cái càng bên này nữa. Càng ngon hơn. Ai còn phần dâu nữa. Ai mà từ đầu cuối tốt nhất sẽ được ăn được 2, 3. Thấy nhiều thân sắc rất đẹp nhé. 1, 2, 3. Lấy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tập trung vòng cuối. Đến đường mình được ăn rồi. Ôi, được ăn đuôi, được ăn đuôi rồi. Đuôi à? Đuôi à? Ôi, đuôi. Ôi, đuôi. Ôi, anh, cái này hầu như... Không, cái này anh vặn nó trước rồi. Ôi, đúng quá. Nó hơi say sai. Sao rồi? Anh vặn sẵn rồi, để tí nó cắt cho nó nhanh. Em này tướng được ăn cái đuôi ra thì bảo không cần cắt này, em tự ăn. Nhanh tay quá nhỉ, đây, nước chấm đây em. Cái bình tĩnh. Ủa, mình thưởng thức đâu có thịt chân với dâu ria trước xong tí nữa mình ăn phần to hơn vậy. Ui giời. Ui không biết giúp thì đưa đây kéo anh cắt cho. Khá là căng nhưng mà nó hơi chân nó hơi nhỏ. Thế này em đi phải được toàn bộ cái chân thì chứ được đập cái này thì cái thôi. Cái thôi em. Con này nó không được ăn nó kéo theo không à, chả cay à. Chân thì nhỏ, chân rất nhiều thịt. Nhóm máu khó không các bạn? Vẫn được ăn là được à? Mời bạn nào. Lâu lắm rồi không được ăn tôm Alaska. Ủa ăn lại cũng phê đấy. Chấm miếng chấm ngon. Đâu đi, tôi có thể đi. Khi đó là gì? Không chạy đánh em rồi, anh nhờ em hết. Anh em mình. Thôi anh em phải tiến ra rồi, tiếp tục quản một tí tiếp đi. Phát này được ăn thân rồi. Nào. Nào. Thôi tiến lại nhất là lần này là anh phải cắt đuôi nhá. Ừ rồi. Không cho cắt chân được không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ô. 1, 2, 3. Ôi đi. Nó trời đã ăn rồi. Nó trời đã ăn à? Ờ. Nó trời đã ăn rồi. Ăn rồi. Chân tâm rồi. Nào anh em phải tiếp tục có cái cảm giác như cái dâu ăn nhanh hơn cái càng nhiều. Úi dồi. Nhanh quá nhỉ. Chuẩn. Còn nè. Nào nó càng nhanh lên lên. 1, 2, 3. Ôi ơi. 2 lên lên lên. Kéo cái đỉnh thua thay vì nhau. Đúng rồi. Kéo đỉnh thua rồi. Đúng rồi. Ừ. Sao mình vẫn mong manh. 1, 2, 3. Chết chơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chết. Thế này đuôi. Bình tĩnh nha, mình phải thưởng thức hết cái phần này rồi mình mới sang phần đuôi được. Ôi cái này cũng nhiều thịt rồi, nó đi này sau cái càng tí rồi. Ôi vậy, có tùy cái này nhỏ hơn càng nhưng mà vẫn căng thịt. Ôi. Ở đây có thịt luôn đấy. Anh biết luôn. Đây là để tiến phần khác à? Tiến cũng muốn ăn phần nhiều cơ. Ui dồi. Cắt đuôi.
Em đem thối cho cô đập nhá. Thối thối thì em phải đập để anh ăn thôi. Em ăn bằng cô đập chết toi. Đấy. Ui giời ơi. Ui giời. Ôi, ngon nhỉ. Ui giời ơi, nước chấm này. Hình kèm quá. Lạnh mạnh mẽ được chưa được cái gì. Tại gặp bỏ. Không ăn thì nó gặp này. Ôi, muốn miếng cũ à? Thôi, tí nó cắt được cái thân. Cố thắng đi. Nước chấm này thì sẽ thắng mới được. Tôm dai dai rồi nè. Thế là mạnh với cả cương là chưa được nhắc nào à? Đây là cho nhìn lên Huy nè. Sáng đây là cẩm tấm chân gì không nhớ. Thế được ăn hai lần à? Nhiều thì thế. Ngon. Nào anh em tiếp tục nhỉ? Nào Huy đi. Nào tiếp tục. Ngày đâu phải răng. Một hai ba. Một hai ba. Một hai ba. Bố. Hai hai. Cắt rồi. Chơi luôn à? Thế luôn để đắng luôn. Bố đồ chơi ngon. Rồi. Bọc hẳn cái đầu. Ui, đặt đầu luôn á. Ăn cái đầu luôn. Đầu nhiều cái gì này? Xí từ giờ kế hỏi. Xí xí lắm. Ui. Thịt luôn, cá luôn anh. Từ từ, anh bóc cho bình tĩnh. Thôi để anh bóc chỗ này được. Thôi. Ui giời ơi, thịt phun luôn. Căng nét. Khét mù. Ui giời. Ui. Ui. Phê loại. Thôi, thôi. Bình tĩnh. Nó cắt làm gì? Ừ. Ăn cả. Trọng tài định bảo là quản lý là của trọng tài. Ui giời. Ôi giời. Chỗ này của anh. Em ăn này đi. Ý thế. Ừ. Cái trọng tài đứng từ đấy giờ lại không cho ăn. Thôi. Cái này anh trêu đấy, anh để dành anh em, anh chỉ làm cái phần dâu thôi, à cái phần đuôi thôi. Ở đây anh em nào Huy sẽ được tiếp. Ôi, nước chấm chấm xanh nghe. Mấy loại nhà rồi được ăn rồi. Ui giời, thịt căng. Lên lại. Anh em thắng lại ăn tiếp. Anh chàng cương xấu này là đang có một cái gì đấy chắc là rất là buồn các bạn ạ. Rất là dẻo luôn đây ạ. Đồ tôi giống các thịt ngọt. Vì chắc đến lần thứ 6 rồi đấy thôi. Ăn thịt ngọt. Biểu cái gì? Nước chấm mà tự làm rất tuyệt vời đúng không? Nhìn nó cắn mà ôi trời ơi. Thịt dai ạ. Thịt dai căng nếp. Ôi đồ chè gì biết cả lên mũi à. Ngồi lên cả trêu ngươi. Cày 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 rồi. Nào được chưa? Anh em tiếp tục. Tiếp tục. Rồi. 1 2 3. 1 2 3. Nó vừa nhét xong lại nhét. Ừ. Nhét xong. Ngày hôm qua. Nuốt đi. Nuốt đi đây. Phần của em đây. Đấy nuốt nước này. Thì anh thương em mà chưa nhai hết trong mồm mà anh cho này. Đấy đúng rồi. Lấy nước lấy hoa tôi ăn nhiều quá rồi. Đó cả đánh cá bộ. Thế đúng rồi. Thế tự gặp nhá. Nhiều thịt mà, đầy thịt, một trận đầy thịt. Ôi dồi ôi, khổ lắm. Bảo lấy hương lấy hoa thôi, nước nó nhiều. Không thịt ngọt sập. Dài ngon quá. Dài ngon quá.
Phải chiếu ngươi chứ. Đấy đã ăn, đấy đã ăn rồi. Không thèm đâu. Cơm sấu này, cơm sấu trượng thế nào. Đến chân nó còn căng đét luôn. Ui giời ơi. Giọt, đội này chấm khỏe hết bát nó chấm lời. Cái này đến mình thắng rồi. Ừ. Ừ. Ăn nhiều lại quá. Thôi đánh tiếp tục đi. Tiếp tục thôi. Nào, đánh tiếp tục này đấy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ôi giời. Tên kéo thần kỳ đúng không? Giống cái gì chân dài. Vậy. Rồi em, ôi. Nhả cái này luôn. Ui. Thế là sao mình ra kiếm? Anh để phần cơm xấu tí thắng thì à, em cầm đi. Em rồi anh bảo cầm cả. Đấy, để phần cơm xấu nhá. Cố nhá. Nhớ nhá. Trọng tài đấy là ra một quyết định sẽ có một cái gì đấy là thiên vị cương xấu một chút các bạn ạ. Bởi vì từ đầu đến giờ chưa được cái gì nên là vẫn để lại phần để xem cương xấu có thắng được hay không. Ăn bữa xong lại đói rồi. Thôi anh em nhiều ngon này đi. Anh quyền mình cầm cảng rồi anh em biết này. Ngày thắng thì chết. Ngon mà. Bình thịt dài ngon mà. Hết vãi. Em ăn chấm cao rồi. Rồi. Thôi nó có cái xương cái vỏ mút mãi. Ôi rồi, lộn hết rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Này, 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 này. Trên chân gái kìa. Trên chân gái của anh. Đây, em ơi, vét luôn cái máng đầu. Rồi, tay gà. Ui, gảnh. Lấy anh bóc nó còn sót rồi, đồ trời này. Anh cắt em hai vành này này. Ăn tình cảm nào, ăn vẫn gà nhiều bệnh như này. Ui rồi ấy là anh cường chưa ui rồi ui tiêm lại chưa ăn hết quên chưa chưa quên luôn anh ngon nhỉ phun luôn nhiều cạch ăn nó béo rồi đấy đó thật lão luôn chứ quên này cường sống vẫn chưa biết nào. Ừ, rất ít quần nữa. Có vẻ là cơm xấu chơi món này hơi kém hay sao nhỉ? Đèn đi nhỉ? Nhất phẩm kém. Không, tuổi tơ không gắn liền với chó cái mút gì. Bất hạnh. Tuổi tơ bất hạnh à? Nào chưa để cho anh em tiếp tục à? Đồ anh ạ. À. Ừ. Tao cái mút gì là phải có bài bản nào. Rồi, rồi, rồi. Nào, bài bản nào. Chí thật nào hỏi, một bài bản. Với bạn. Với bạn. Em đèn lắm nha. Với bạn. Em đen lắm. À, cơ hội dành cho cường xấu. Cơ hội. Đấy, là 10. Anh có tin mà lại anh thắng không? Chắc là thắng đấy. Chắc là thắng à? Chắc là thắng à? Đúng rồi, đúng rồi. Anh cũng cho em cái cảng này. Ui ôi. Mà mình còn sót kìa đấy. Em tưởng quả này anh thua thôi thì thôi. Thôi luôn đúng không? Người ta gọi là đỏ đầu đen đít. À, đen đầu đỏ đít. Đấy. Có. Ui. Ui ôi. Tiệt. Có khi dài nghệ thắng từ đầu đến cuối, từ đâu ra hết luôn. Vẫn rồi. Mày kéo anh, cái móng này mà. Mày kéo, thật. Ngon không? Ngon nhỉ. Cường xấu đang là rất là mong chờ đến giây phút này. Úi dồi ôi. Ủa đây anh bóc thịt là sẵn sôi rồi. Mình đập. Mình cả một dày thịt nhá. Dày mình đập đi. Vỏ bóc ra phát. Thịt ngay sau luôn. Ui, nghệ thuật. Ui, anh bóc hết vỏ sẵn ăn đấy. Đây càng to như gần bằng bàn tay mình các bạn ạ. Ui, đấy, từ lấy giờ chưa được ăn là gì. Ngồi rớt cả nước dãi. Mời các bạn nhá. Rớt hết nước dãi rồi. Ui, ôi. Cắn phê thế. Dài thế, chắc thế. Ngọt thế. Đây mới chỉ là càng phụ ấy càng. Ngọt quá. Quá. Vừa ăn xong rồi, dãi trước rồi, bắt đầu chảy ra khỏi sắc cửa. Ngọt thế nhỉ? Ừ, ngọt quá. Nhìn anh. Mà từ đầu đến giờ, cuối đời gặp chú mắt. Mày còn mắt bẻ thế, ăn đúng mắt em mắt bẻ rồi. Cái cảng trộm đập cho ăn ngon như thế mà không phần như miếng nào. Ôi kết quên. Ăn hết mồm rồi đấy là quên. À Win ơi, Win Win bây giờ còn miếng to nữa. Úi dồi ôi, miếng này chắc to nhất đấy. Có em không? Anh em ra phát đi nào. Nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lúc nào các cụ bảo câu đe
Ừ, em này. Thôi, anh em mình cứ đổi nhỉ. Ôi, em. Ê, hợp lý quan gì nữa, đâu cái đỏ. Ôi, trời ơi. Bạn nhìn thấy tôm này. Ôi, có xít rửa, có xít rửa ra. Anh chế ra, anh chế đôi ra, anh chế đôi ra. Anh cả xít đi. Chế đôi ra, xít rửa thật, anh chế đôi ra. Ui, hết xít rồi. Anh cứ xế ra, em bảo. Có xít rửa mà. Đâu? Anh cứ bỏ ra. Xin đó. Nóng á. Biết là nhanh thật đấy. Biết thế gì? Bảo bỏ xít thật đi. Biết thế ăn cả xít. Xít ở đâu trong bộ? Xít đầu, xít ở trong bụng quỵ. Ăn rồi. Rai thế. Ôi, con này em. Á, con còn. Ôi, con còn. Con này. Nha, làm phát này. Chốt hạ, chốt hạ, chốt hạ. Giờ cũng phát cái của đi rồi. 1 2 3. Ôi, đen rồi. 1 2 3. Đây rồi. Đây rồi. Này có phải cắt không? Có anh. Sướng. Ngại quá, để ăn cái cuối. Đấy. Rồi, mình đi em. Ra cái lá rồi, thế nào cụp vào. Cái kiểu. Có số hết rồi. Quá nhiều rồi. Duyên số chả định rồi. Nhưng rồi ôi thì căng. Bốc bốc tốc độ lên đâu thế. Đây là gọi là đoạn thịt cuối cùng của con tôm hùm Alaska này con ạ. Đầu tiên thì anh cảm chúc mừng em đã. Rồi, anh, em, đây, từ, anh chúc mừng và sau đó là anh cảm ơn em đã qua đón anh. Ý là mạnh mạnh đáng nhiều, ý là nhất là ăn hộ anh Cường ăn gì? Anh cảm ơn ăn hộ anh gì nữa. Thế thì cho em đe đi lắm. Ok các bạn, vậy là trận chiến ngày hôm nay có những anh em thì được ăn từ đầu đến gần cuối, nó có những anh em thì lại đến đoạn cuối nhưng lại có để được thưởng thức ví như cơm xấu. Chính ra là đến đoạn cuối nhưng mà lại cũng được thưởng thức rồi. Mình nghĩ là hôm nay cơm xấu sẽ là người đen nhất cơ. Nhưng mà cuối cùng nhưng mà gần đến cuối thì cơm xấu lại được ăn. Anh em thử đo trọng lượng xem là hôm nay mỗi anh em ăn được như thế thì ai sẽ là người ăn nhiều nhất à? Nhất dây may đặng đường nhất đá bắt đầu tiên đây đây cá cái này ví dụ như đôi trẻ là sẽ ăn được một quả cà to này rồi ăn được một quả đầu này ăn được cái gì đây nhỉ một quả dâu này quả dâu thế được gì em được cái này với cả đuôi à đoạn thân đấy anh biểu đoạn thân nữa biểu rồi tiến ăn cũng khá nhiều thế là Phương chỉ được một cái càng nhỏ em lớn cái bụng cơ một phần nữa đây là càng nhỏ nói chung là hôm nay mình thì cũng được ăn khá là nhiều nhưng mà đến cái phần tổng cuối cùng ấy thì chắc là trọng tài lấy công hay sao các bạn bởi vì trọng tài hôm nay không rúng gió được cái gì nên là chắc là trọng tài lấy công quả đó. Ở clip này ấy thì anh em thì cũng đã gọi là chơi trận chiến rất là hay các bạn ạ. Mình theo dõi từ đầu đến cuối thì cũng có anh em đen đỏ này kia rồi nhưng mà cũng không anh em nào đen đến nỗi là không được ăn cả. Và clip này thì khá là dài rồi, có lẽ là mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.